Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình xin được cập nhật thông báo thư mời phỏng vấn tháng 10 năm 2022 đã phát đợt 1. Trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, nếu như mọi người cảm thấy video của mình hay, chia sẻ những thông tin hữu ích, xin mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, subscribe, cũng như cho mình những like, share, comment để ủng hộ cho kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Một lần nữa, mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Diện F4, anh chị em của công dân Mỹ. Ngày nhận thư phỏng vấn là ngày 1 tháng 9 năm 2022. Ngày hoàn thành 6 bước là ngày 25 tháng 6 năm 2020. Ngày ưu tiên hồ sơ là ngày 19 tháng 3 năm 2007. Ngày phỏng vấn là ngày 24 tháng 10 năm 2022. Diện F3, con đã có gia đình của công dân Mỹ. Ngày nhận thư phỏng vấn là ngày 1 tháng 9 năm 2022. Ngày hoàn thành 6 bước là ngày 22 tháng 6 năm 2020. Ngày ưu tiên hồ sơ là ngày 29 tháng 4 năm 2008. Và cuối cùng ngày phỏng vấn là ngày 6 tháng 10 năm 2022. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Ngày nhận thư phỏng vấn là ngày 1 tháng 9 năm 2022. Ngày hoàn thành 6 bước là ngày 13 tháng 6 năm 2020. Ngày ưu tiên hồ sơ là ngày 15 tháng 8 năm 2014. Ngày phỏng vấn là ngày 3 tháng 10 năm 2022. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Ngày nhận thư phỏng vấn là ngày 1 tháng 9 năm 2022. Ngày hoàn thành 6 bước là ngày 23 tháng 6 năm 2020. Ngày ưu tiên hồ sơ là ngày 10 tháng 8 năm 2015. Và cuối cùng ngày phỏng vấn là ngày 14 tháng 10 năm 2022. Diện F2A, con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Ngày nhận thư phỏng vấn là ngày 1 tháng 9 năm 2022. Ngày hoàn thành 6 bước là ngày 26 tháng 6 năm 2020. Ngày ưu tiên hồ sơ là ngày 12 tháng 8 năm 2019. Ngày phỏng vấn là ngày 3 tháng 10 năm 2022. Diện F2A, con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Ngày nhận thư phỏng vấn là ngày 1 tháng 9 năm 2022. Ngày hoàn thành 6 bước là ngày 25 tháng 6 năm 2020. Ngày ưu tiên hồ sơ là ngày 30 tháng 8 năm 2019. Và cuối cùng ngày phỏng vấn là ngày 4 tháng 10 năm 2022. Sau đây thông báo đến mọi người chuẩn bị đi phỏng vấn để không phải bị nhận giấy xanh về bổ túc. Phải đăng ký địa chỉ chuyển phát, thị thực trong trường hợp hồ sơ được chấp thuận, mọi người có thể vào website dưới đây để tìm hiểu. Ghi email đăng ký vào phải dùng email khi đăng ký DS260 của người bảo lãnh và người được bảo lãnh để đăng ký. Chú ý, ai không biết đăng ký online có thể gọi số điện thoại 1900 6444, sau đó bấm số 2512, điện thoại viên sẽ đăng ký giúp bạn. Nhớ chuẩn bị sẵn các thông tin sau: 1. Số case number, số hồ sơ; 2. Là số passport của các thành viên trong hồ sơ; 3. Địa chỉ nhận visa; 4. Địa chỉ email trên DS260 và cuối cùng là số điện thoại liên lạc trên DS260. Nhớ in trang cuối có mã vạch cầm theo khi đi phỏng vấn nha mọi người.